Nhân dân cha bà con bà thân phận. Nguyện xin ơn chúng nhân Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Xin kính chào toàn thể quý bạn chị em cùng các bạn thiếu nhi thân mến. Ngày hôm nay trong thánh lễ này chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết ôn tập và giữ vững lời cam kết hôn nhân gia đình, lời cam kết thánh hiến với Chúa cũng như là lời cam kết của từng cá nhân đối với của chúng ta đối với Thiên Chúa để chúng ta nhận được ơn của Thiên Chúa trong mọi thử thách, trong những cái cám dỗ để đánh lấy, để chống lại những sự trung thành tận tụy của chúng ta trong những lời cam kết gia đình cũng như thánh hiến mà chúng ta dành cho nhau và dành cho Chúa. Trong thánh lễ ngày hôm nay, xin cộng đoàn chúng ta hiệp ý tạ ơn lòng Chúa thương xót, xin cầu cho hai linh hồn Maria, linh hồn John Paul Sita, linh hồn Giuse, linh hồn Phêrô nhân ngày giỗ, linh hồn Maria nhân ngày giỗ, linh hồn Giuse nhân ngày giỗ và các linh hồn cùng linh hồn hai cha cố Giuse và cha cố Francisco của chúng ta. Giờ đây mỗi người chúng ta dâng lên Chúa những ý nguyện riêng và chúng ta cũng thành cầu nguyện trong Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy có những người biện phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử người rằng: có được phép lấy vợ vì bất cứ lẽ gì không? Người đáp: nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng từ thuở bắt đầu tạo hóa đã dựng loài người có nam có nữ, và người đã phán: bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly? Họ hỏi lại: vậy tại sao Môi-se đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho lấy vợ? Người đáp: vì lòng trai đá của các ông mà Môi-se đã cho phép các ông lấy vợ, nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng, ai lấy vợ trừ nỗ gian dâm và đi cưới vợ khác thì phạm tội ngoại tình, và ai cưới người đã bị lấy cũng phạm tội ngoại tình. Các môn đệ thưa người rằng, nếu sự thể việc vợ chồng là như thế thì tốt hơn đừng cưới vợ. Người đáp lại: không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì nước trời tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu. Đó là lời Chúa. Một lần nữa xin kính chào cộng đoàn. Bài tin mừng ngày hôm nay tặng chúng ta nhìn lại cái giá trị của đời sống hôn nhân gia đình, đặc biệt là hôn nhân công giáo của chúng ta. Người ta thử Chúa Giêsu bằng một câu hỏi: có được phép rẫy vợ vì bất cứ lý do gì không? Nói thẳng ra là có được phép lý gì không? Gọi là thử là bởi vì họ biết được câu trả lời. Bởi vì luật Môi-se đã cho cấp tờ ly hôn mà cho rẫy vợ. Chúng ta thấy cái câu hỏi này nó không có gì là lạ đối với con người ngày nay. Họ cũng hỏi hội thánh, họ cũng hỏi Chúa: có được ly dị không? Tại sao không được ly dị mà? Bởi vì rõ ràng luật xã hội cho phép ly dị mà. Câu trả lời của Chúa Giêsu đưa chúng ta trở về ý định từ vở khai thiên lập địa của Thiên Chúa về hôn nhân. Trước hết chúng ta thấy Thiên Chúa của chúng ta rất là coi trọng hôn nhân, đến mức mà nhiều lần ở trong Công Ước chúng ta đọc thấy Chúa tự ví Ngài là một người chồng,
với dân của ngài nảy xe đó là một thuyền bờ kết ước với nhau. Điển hình như trong sách Ezechiel trong bài đọc 1 mà chúng ta nghe hôm nay, nó có một cái đoạn là Chúa xưng ngài là người chồng cưới một người chồng rất là trung thủy, và cưới Israel là một người vợ lăng loạn, nhưng mà Chúa vẫn yêu thương và bỏ qua. Huống chi sau này trong hội thánh, chính Chúa Giêsu đã nâng hôn nhân tự nhiên lên hàng điển tích để trở nên dấu chỉ cho tình yêu của Chúa Kitô với hội thánh, một tình yêu hiến thân, một tình yêu hiệp nhất nên một, khiến cho một thân thể Chúa Kitô là đầu và hội thánh là thân thể của ngài, Chúa Kitô là người chồng và hội thánh của ngài là hiền thêm. Vấn đề thiên nhiên ngày càng tăng, thì thưa các bạn chị em, chúng ta rõ ràng nhận thấy điều đó khi thông tin ngày càng nhiều, thì chúng ta càng nhận được những thông tin về đời sống gia đình bất ổn, rồi dẫn tới ly dị, ly hôn, rồi tái hôn, người ta đòi hỏi nhiều lắm. Vì bởi vì người ta mất đi cái cảm thức thanh thiên về đời sống hôn nhân. Trong cái bối cảnh ngày hôm nay, với cái não trạng là vật chất tiện nghi và làm sao nó hưởng thụ tự do cá nhân, người ta xem hôn nhân là cái gì đó nó có một cái tính cách phải phù hợp nè, rồi một cái dạng sở thích trong cái đời sống của tôi, rồi hoặc là một cái dạng thỏa mãn cái cảm xúc bắt cái người kia phải phục tùng mình. Nếu như mà hai vợ chồng không thể vượt lên được những cái sự khác biệt, những cái điều kiện mà người chồng đặt ra cho người vợ, hoặc là những điều kiện mà người vợ đặt ra cho người chồng, nếu không đáp ứng được những điều kiện ấy thì chia tay đi. Đó. Mặc dù trước đó tìm hiểu nhau rất là lâu rồi, rồi nói những lời say đắm yêu thương nhau lâu, mà khi mà về sống chung với nhau là một loạt những điều kiện được đặt ra, và nếu không đáp ứng được thì coi như không hợp, giống như là mua một cái quần cái áo về mà thấy không có hợp mắt mình, không như mình nghĩ là đổi cái khác. Hoặc là nếu như người kia không còn phục tùng, không còn chịu chuộng, không làm cho người này cảm thấy thoải mái nữa thì như vậy thôi. Đó. Mất đi cái cảm thức thiêng liêng, thánh thiêng mà Thiên Chúa đã ban cho đời sống hôn nhân. Câu trả lời của Chúa Giêsu ngày nay có đầy đủ tính chất và mục đích của hôn nhân để nói lên sự thánh thiêng của nó. Hôn nhân là lời kết ước giữa một người nam và một người nữ, hiệp thông hoàn toàn trong sự nhận lãnh và cho ban để trở nên một xương một thịt. Và sự kết hợp vợ chồng này là sự kết hợp đến từ Thiên Chúa, nên sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly. Trong ta nhớ lại trong cái lời làm nên tinh thần sinh của biến tích hôn phối mà cô dâu chú rể trao cho nhau trong cái ngày đại thành hôn, cái nội dung của nó là một lời cam kết trung thành chứ không phải một lời tỏ tình. Anh hứa sẽ trung thành với em hứa sẽ trung thành với anh. Đó là một cái lời vừa cam kết có sức mạnh mà là một cái lời đặt cái tương lai hy vọng của mỗi người vào nhau đầy thách đố ở trong đó, và cũng là đặt tương lai của đôi vợ chồng vào tay Thiên Chúa. Ở đây không phải là thề hứa là yêu em yêu anh suốt đời, mà là chung thủy suốt đời. Cho dù có yêu hay còn yêu hay hết yêu, cho dù có còn thoải mái hay không thoải mái, có còn chịu chuộng hay không chịu chuộng, có còn đẹp hay không đẹp, vẫn phải trung thành. Thì thưa cộng đoàn, trong thông điệp của bài Tin Mừng ngày hôm nay cũng là dành cho tất cả những ai đang giữ lời cam kết với Chúa trong đời sống độc thân thiết tình. Trong đó còn đó có thể là các thầy, các sơ, các mục, giám mục, rồi trong đó và có cả những ai có thể chúng ta ngồi đây những lời hứa thầm với Chúa, hay là trong các hội đoàn, nhưng mà biết là dòng ba đám binh hay dòng ba thánh binh, họ có một cái lời thân khó nghèo thiết tình vân phục như các tu sĩ vậy. Đấy, cái bài Tin Mừng hôm nay cũng là nhắm tới những người như vậy, đối tượng như vậy, phải giữ cái lời trung thành với Chúa, cam kết trung thành với Chúa. Bởi vì cũng có những cái tình cảm, sở thích, cám dỗ làm suy giảm cái sự trung thủy, trung thành với Chúa. Ngày hôm nay chúng ta cũng xin Chúa cho mỗi người chúng ta dám sống
trung thủy trong đời sống hôn nhân, trung thành trong đời sống dân hiến, cách nào đó và đời sống Kitô tơ hữu giữa một thế giới đang cổ suy cho tự do bản thân thái quá để có thể làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa trong thế giới này.